Đấy, cô chủ quán xinh đẹp đang làm cái chả cuốn là chính. À, cái gì? Ông ở đây em quay tất rồi. Đấy, để mình chia sẻ cho cả nhà xem. Đấy. Đấy. Em ấy bảo là quay cái em là xinh xinh. Ở chợ Quế là thì ai xinh hết. Chia sẻ trang nào đi anh? À, em cứ vào cái kênh vào YouTube đấy. Vào kênh Lê Toàn. Lại được bà Lan. Sông Đáy nhé cả nhà nhá. Đấy, hôm nay mình với cả Chu Nghĩ Tùng Hợp vào cái chợ gọi là cái phiên chợ gọi là chợ Quế này. Đấy cả nhà. Đấy, cái chữ xa xa kia là chợ Quế nhá. Đây là chợ Quế. À, mình với Chu Nghĩa thì vào đây để xem có những cái gì phong cảnh, có cái gì hay hay quay cho cả nhà xem nhá. Xong là xem có cái gì ăn được thì mình với cả Chu Nghĩa vào đây thưởng thức nhỉ. Theo mình nghĩ ở trong đây chắc là chỉ có bún hoặc bánh cuốn nọ kia, hay là trứng vịt lộn, tiết canh hồng lợn gì đấy là nôm na như vậy. Nhưng mà chắc là những cái đồ ăn sẵn là nó không được nhiều đâu. Nên mình sẽ đi mình chia sẻ cho nhà xem nhá. Mọi người cho Lê Toàn một like để Lê Toàn có thể ra được những clip hay nhất để gửi tới tất cả đại gia đình nhá. Bây giờ mình sẽ đi vào chợ nhá. Hello, Lê Toàn xin chào tất cả đại gia đình nhá. Hôm nay mình xin chúc cả nhà buổi sáng an lành, sức khỏe dồi dào. Hôm nay mình với cả Chu Nghĩa Tùng Hợp hai anh em đi gọi đi ra chợ phiên. Đấy, hôm nay mình đi vào chợ mình mua đồ đấy về chế biến, nhưng mà mình vào mình quay xem là ở trong chợ nó có những cái gì. Đấy, mình chia sẻ cho cả nhà xem nhá. Có những gì ngon này mình với cả Chu Nghĩa để làm review cho cả nhà xem. Nhưng mà chợ thì theo mình nghĩ là chợ mình đây thì chắc là không có nhiều đồ ngon lắm, nhưng mà thôi cứ vào làm review cho tất cả đại gia xem nhá. Mọi người thấy hay cho mình like đăng ký kênh nhá. À, đây là trong đây là cổng chợ rồi cả nhà. Đấy, mình với cả Chu Nghĩa hai người bắt đầu đi ra chỗ khỏi cái chỗ gửi vé xe. Đấy, vé xe có rồi à, chợ Quế. Đấy cả nhà, đây ở ngoài này là nói chung là chỉ có hoa quả các thứ thôi cả nhà. Đấy, hoa quả người ta bán hoa hết các thứ, bán rất nhiều hoa để thắp hương này. Dừa ở đây thì bán ngàn dừa luôn này, dừa rất to. Nói chung là ở ngoài cổng chợ này theo mình nghĩ là cái gì cũng có đấy. Bà ấy chị bán dừa đấy đang bảo dừa đây. Ở kia là chổi rất nhiều, chổi người ta bán nhiều. Bên này là bán dao các thứ này. Ở bên này rất chi là nhiều dao các loại luôn cả nhà. Dao kéo các loại. Đấy. Nói chung là ở đây là rất chi là sẵn những cái đồ này. Đặt dao đẹp không ạ? Đấy, bán cả bún này. Ngoài dãy này là mấy bà chủ bán bún ấy. Bán bún để cho các cô các bà mua về để ăn sáng. Ăn sáng ăn trưa. Đấy, chị bán bún rất là dễ thương. Chỗ này là chị bán đậu này, đậu rán cả nhà. Có cả nước đậu để cái này theo mình nghĩ là mùa nóng là uống cái này là mát này. Rất mát đấy. Lên trường VT3 không đấy? À, có. Đưa lên VT3 là được rồi. Cái chị bán khoai này chị bảo là không được đưa lên VT3 này. Đây có cái củ sen nhỉ. Đầy đủ hết nhỉ. Đấy, sen. Củ sen này thì nếu mà mua về làm cái gì nhỉ chị nhỉ? Anh ơi, hạt sen về hầm. À, về hầm nhỉ. Đấy, cũng như là kiểu nhà quê ra phố. Cái này củ sen này, cái này mua về hầm. Có cái sen tươi. À, sen tươi. Hầm xương, hầm gà, hầm vịt à? Ăn cái này thì chất lượng cái nhỉ. Quả này chắc là quả điếu cổ đây cả nhà này. Đẹp cực kỳ luôn.
Nếu mà anh em nào mà thích hút thuốc nào ấy, đấy, mua cái điếu bát này là đẹp lắm. Đấy, chơi là có hay đấy. Nó phải chảy ra cua này. Đấy, vào tới chỗ này là đi vào gọi là khu bán thịt với cả cá sao. Theo chân của Lê Toàn với Trung Kỹ Tổng Hợp. Đấy, thịt này, thịt các loại luôn, gà, chim. Đấy, mình đi ra chỗ cái khu này bán gà bán chim một tí này để cho cả nhà xem. À, có quay rồi các bạn. Đấy, quay gọi là để chia sẻ qua thôi. Đấy, nhiều bà chủ bán gà bảo sao không quay vào đây à. Đấy, Lê Toàn quay là chỉ có mình chia sẻ cho nhà xem. Nói chung là đấy, có những cái gì cá cái tôm nhiều thế nhỉ, tôm này. Cái con nhộng này về rang ăn là ngon lắm này. Nhộng này kiểu nhộng tầm thì sao. Đấy, ốc to thế nhỉ. Ốc này, ốc nhồi ở kia. Thấy không? Ốc này mà mua về là làm cái món gọi là ốc hấp thì tuyệt vời nhỉ. Ra. Làm vài cân về ăn đi. Ôi giời, vài cân thì ăn thì cái vài cân thì chết à. Vài cân thì có mà do cho cả xóm ăn. Đây có cả mực này, mực ống này. Mực này người ta cho vào cái gì đây? Cái này như kiểu đá này, đúng không? Đá là đông lạnh. Cá quả lươn chạch các kiểu luôn. Ra ngoài này đây, ốc này, các thứ là cá cái này sẵn rồi cả nhà. Bây giờ Lê Toàn với cả Chu Nghĩa đi vào cái khu ăn uống xem nào. Cái khu này vẫn là cái khu về bán thịt sao này. Cái khu bán thịt đồng đấy. Đúng là hôm nay vào cái ngày gọi là ở đây là tràng lợn này cả nhà này. Tràng rất là đẹp nhá. Đấy, cái này mà mua về là để chế biến luộc nên là ngon tuyệt vời luôn. Đấy, chuyên bán chỗ này chuyên nội tạng. Chàng rất ngon đấy. Ông chàng này là ngon đấy cả nhà. Chàng này nhìn nó trắng phao này là ngon đấy. Nhìn nó vẫn còn tươi, vẫn còn mới này. Đấy, bên này là cũng thế này, cũng đều là bán nội tạng. Quả tim này to thế. Đi ra cái chỗ cái khu này là cái bể cá này. Đấy, tần cá chấm với cả cá trôi, cá chấm này to, vật vã. Đấy, bà chủ bảo là hôm qua cá to quá không quay. Nói chung là mình đi chia sẻ cho nhà xem thì gặp thì mình quay thôi. Đấy, bên này là cá này làm sẵn rồi đấy, là ai mua khúc một đấy về là kho dưa nấu giấm thế là quá tuyệt vời luôn. Con này được mấy cân hả chị? Đấy, con này to đấy. Chấm đây hơn 3 cân. Hơn 3 cân đấy chị ạ. Làm một con đây. Làm một con về cái này hấp thì tuyệt vời luôn. Chấm bao nhiêu đây? Chấm 5 năm. Chấm 55 nghìn một cân nhá. Đấy cả nhà. Chợ quê mình ấy. 55 nghìn một cân. Có đi. Mình đi vào trong cái khu gọi là ẩm thực xem nào, có cái gì không. Khu này là bán đồ khô này. Này nghe có vẻ rất rộng cả nhà, chợ rất rộng nhá. Đấy, bây giờ chỗ này là cái đồ bán thịt bò sao. Đúng rồi, thịt bò. Thịt bò này, bò bê. Khu này vẫn là khu chế biến cá này. Đấy, rất nhiều cá này. Nhiều thế. Được cá to không? Cá tận bể không nhỉ? Chỗ này nhiều hơn chỗ vừa đấy. Đây, tần xe còn là để làm cho cá nó sống này, sục nước ấy. Đấy, có cái bể to đấy.
khu này là bán cái đồ khô đấy cả nhà, đồ khô không này. Ui, cái này là cái gì đấy, đùi gì này, cái này không biết là bò hay bê này, bò, bò bê. Đấy, bán thịt còn ra tới đây vẫn còn chưa hết cái hàng bán thịt. Ở đây bán thịt rất nhiều. Đây rồi, đây là ra cái khu này là khu gọi là ăn uống được cả nhà. Chỗ này là gọi là cái khu là chuyên bán còn là đồ ăn này. Đây đây, vào đây xem nào, kia đậu rán các kiểu, bánh cuốn chả. Nên Toàn rất thích ăn bánh cuốn chả, tí nữa mình phải làm tí bánh cuốn chả cả nhà. Này, bánh cuốn chả rất ngon. Công nhận ở đây là, vào đây thì khói vậy, nghi ngút rồi. Ấy ủa. Bao nhiêu cái chả bà? Chả ngon đấy. Không biết chả. Không biết ăn chả. Đây bánh cuốn chả. Nhà cháu bị mất ông già đâu. Sao ở đây rất nhiều quán bánh cuốn chả nhá. Ở đây có một quán này. Đã kia là này. Bên này bên kia rất nhiều quán bánh cuốn chả nhá. Đấy, cả nhà. Chắc là tí mình phải làm tí bánh cuốn chả để thưởng thức. Từ nhà bà chú đổ lên. Mấy chú kia đi đâu mất rồi? Đấy, cô chủ quán xinh đẹp đang làm cái chả. Đây là chả. Đấy. Hôm nay mình review gọi là những cái món ăn ở chợ Quế cho cả nhà xem. Nhưng mà ở đây là chủ yếu là phở với cả bánh cuốn là chính nhá. Chủ yếu là phở với bánh cuốn là chính. À, cái gì? Ông ở đây em quay tất rồi. Đấy, để mình chia sẻ cho cả nhà xem. Đấy. Em mới bảo là quay cái em là xinh xinh ở chợ Quế này thì ai xinh hết. À, em cứ vào cái kênh, vào YouTube đấy, vào kênh Lê Toàn là có, chắc cái này là khoảng mấy nữa là phát rồi. Ở trong đây Lê Toàn mới cả chú nghĩ là không vào nữa này, trong này là tận bán quần áo rồi này. Đấy, quần áo là mình không sẽ vào trong đấy nữa, mình chỉ đi quay ở ngoài cho cả nhà xem thôi. Đấy, chỗ này là cái bà bán trứng vịt lộn. Phần đa là Lê Toàn thấy ở đây là chỉ có là bánh cuốn vẫn là chính này. Đấy, vẫn là chính cái món bánh cuốn này. Chắc là bánh cuốn đây ngon này, hay đặc sản gì đấy. Thấy nhiều quán như vậy. Đấy, Lê Toàn thử làm một suất bánh cuốn đây xem thế nào anh ạ. Đấy, thế bảo là bánh cuốn ở chợ Quế huyện Kim Bảng hay là nổi tiếng là đặc sản đây này. Mình vào mình thử em nhá. Đây Lê Toàn là thử cái bánh cuốn ở đây xem thế nào nhỉ. Đây là chả. Đấy, bà chủ vẫn làm xong thôi. Bây giờ Lê Toàn mời tất cả đại gia đình thưởng thức và cùng với Lê Toàn nhá. Đấy, đơn giản thôi. Thức cái món gọi là cháu đẹp, cháu phải bánh đẹp cuốn chứ. Chả. Hai bà cháu đều đẹp cả. Trời cả đĩa này. Xin cháu bà Nga xinh nhá nhỉ. Cháu cả đĩa mình thôi à. Úi giời ơi này. Đấy, cháu ăn trước đây này bà Nga ơi. Vâng. Bác Thường ơi. Ngon đấy. Ăn ở đây bác Phượng ơi. Ăn ở đây, cái tu ăn ở đây. Đợi chị một tí, chị có ăn nốt ăn ở đây. Ăn đây Lan, ra quả chả đi con ơi. Vừa thì rồi quả chả đi. Ăn nữa là quả chả kìa. Chưa ăn góc. Ăn góc của chả đi nè. 50.000 này em ơi. À, đưa góc bác. À, ra khấu. Đưa góc vô sao rồi, ui giời ơi. Câu súng. Cô chả ấy mày thì cả cô. Cái này em phải gỡ ra từng cái một ạ. Đó là hai anh này không nhỉ. Bây giờ tao nhìn lên tao mới nhận ra mày chứ chỉ biết là người mua thôi. À, quạt chả đi con ơi. Đứng đẩy đấy trước, đứng đẩy đấy. Ở đây mua cái món bánh cuốn. Cả bún. Khu này là không có những cái đồ còn à. Em nó ra nó quạt đây rồi. Gà hay là lợn hay là mọi cái chín. Nó điểm bánh cuốn nó là phở. Cháu nó về nhà nó rồi gì? Cháu nó về còn nó.
Ồ. Bà con đây. Của con nó hai chỗ. Đây chị ơi, cho tiền nhé người nhà, à đây. Nhưng mày cắt cho em nhỉ? Mày ăn đi bắt lên đây rồi. Kinh đứng lên quạt cho sướng xe. Bây giờ mang nào. Dạ. Để đó. Ăn đi không quạt con ăn nhá. Bà cho cháu lùi ra đây cho nó mát. Dạ, bác cười lùi ra cho cháu mát một tí. Ôi, cháu lắm không có được con trai hôm nay 10.000 thôi à chị? Dạ. Không còn đâu mà nhà. Bây giờ mình ăn vậy thôi, mình làm video ở nhà xem còn là mình cũng trả. Đơn giản nó ngon rồi nhà. Phải không tiền trước bằng hết. Mình quán khác mình ra video ở nhà xem cái món gì nó khác rồi nhá. Đấy ba tỷ đồng. Còn 10.000. Ai đổ luôn. Các chị không có nghìn nào chỉ lấy 100 em ha. Ngon nhỉ? Cái cuốn ngon. Em ăn hết cháo chả rồi, ba đi không? Hết. Đấy, Lê Toàn vừa đấy ăn bánh cuốn xong cả nhà. Đây là chú Nghĩa là thích ăn bún. Đấy thì làm bát bún bà chủ bà đang làm cho đấy cả nhà. Làm bát bún ở chợ xem nó thế nào cả nhà. Bún thì mình ra quán xá mình ăn suốt ngày rồi, quanh năm ngày tháng rồi, nên là hôm nay và sẽ vào chợ để thưởng thức cái món rồi nè. Bánh cuốn với cả cái món bún bún chả, bún bò ở chợ này xem nó thế nào. Đấy, đi qua cầm tím nhau ấy nó tụt xuống một đoạn là tớ. Đây là xương. Đấy, gần như cái bọn nồi mang cái hàng hóa lên thuốc. Đây là xương lợn nha cả nhà nhá. Đấy, đang hầm với nước này này, rất là ngọt này. Cái xương thì ngọt lắm. Và chú Nghĩa thưởng thức cái còn là cái món còn là bún bò bún bò ở chợ nhỉ. Nghe có vẻ là ngon đấy nhỉ, nhiều thịt các thứ ghê nhỉ. Nói chung là ra mình ra quán ăn thì nói chung cũng tương tự thôi cả nhà. Đây là bún này, nói chung là người ta làm là cũng là đầy đủ hết gia vị rồi. Chú Nghĩa và thưởng thức cái món bún và chia sẻ cho cả nhà xem. Bún bò. Này. Ôi giời. Quá tuyệt vời mà trời. Ngon đấy. Bún chợ. Long nóng hổi hôm nay đi đúng ngày mất điện rồi, đúng ngày mất điện nhỉ, mà không có điện thì ngồi đây mát lắm này. Buồn hôm nay mất điện. Đây làm bát bún này là lo đến trưa cả nhà. Đấy. Ngon đấy. Rất chi là hấp dẫn.
chợ thằng này vẫn đông lắm cả nhà, vẫn còn sớm thì là đông. Đấy, mình chia sẻ cho cả nhà xem đấy, cái món, những cái món ăn ở chợ này. Chợ ở quê nông thôn mình ấy, nó chỉ có vậy thôi, nói chung là nó chỉ có vậy. Gọi là bánh cuốn chả với cả bún, bún phở thế thôi. Nếu còn nó không có những cái đồ của nó như là mọi nơi là nhiều, rất nhiều sẵn những cái đồ ăn như là thịt gà hay là thịt heo, thịt bò, thịt trâu ấy, những cái đồ ăn chín ấy. Nhưng mà ở đây là nói chung là chỉ có vậy thôi. Đấy, mình chia sẻ cho nhà xem. Gói ăn bát bún này thì lo đến trưa. Bún hơi đầy. Bún hơi đầy. Không ăn một nửa này. Không ăn một nửa này. Ăn nhiều phải no tới đến tối. Nhưng mà chợ này nó còn rộng đâu cả nhà, nhưng mình không quay hết bởi vì là mình chỉ quay với những cái khu còn là bán những cái đồ hải sản hay là thịt tiếc hay là ăn uống thôi, chứ còn quần áo các thứ là đồ khô đồ kiếc hay là mình không quay. Đấy, hôm nào có thời gian mình sẽ quay hết cho cả nhà xem. Còn video này toàn là có thời lượng nên mình sẽ tạm dừng video đây nhé. Đấy, hẹn cả nhà sang clip tiếp theo. Mọi người đấy hay đăng ký chia sẻ cho Lê Toàn với Chung Ký Tổng Hợp nhá, để hai anh em có thể đi quay những cái món ăn nó mới lạ để gửi tới tất cả đại gia đình xem. Xin chào cả nhà, cái nhà Chung Ký ơi. Đấy, hẹn cả nhà clip tiếp theo. Thank you mọi người. Rồi, ok.